Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ trao đổi với mọi người một số thông tin liên quan tới mức trợ cấp mai táng, trợ cấp tốt hàng tháng mới nhất năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Theo Bảo hiểm xã so hội Việt Nam, người đang hưởng lương hưu mà qua đời thì thân nhân được hưởng chế độ tự tốt, bao gồm trợ cấp mai táng và được nhận trợ cấp tốt hàng tháng hoặc được trợ cấp tốt một lần. Về trợ cấp mai táng, theo quy định tại khoản 2, điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu qua đời. Theo đó, số tiền trợ cấp mai táng hiện nay là 18 triệu đồng về trợ cấp tốt hàng tháng theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức trợ cấp tốt hàng tháng đối với mỗi thân nhân người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tốt hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Hiện nay, mức trợ cấp tốt hàng tháng đối với mỗi thân nhân là 900.000 đồng một tháng trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 1,26 triệu đồng một tháng. Số thân nhân được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng không quá 4 người. Như vậy, số tiền mà thân nhân người lao động qua đời được nhận trợ cấp tốt hàng tháng tối đa là 3,6 triệu đồng một tháng nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hoặc 5 triệu 040 ngàn đồng một tháng nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có người trực tiếp nuôi dưỡng. Về trợ cấp tốt một lần, trong trường hợp thân nhân của người về hưu qua đời mà không thuộc bốn trường hợp được nhận trợ cấp tốt hàng tháng thì sẽ được nhận trợ cấp tốt một lần. Mức hưởng trợ cấp tốt một lần này được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu của người đang hưởng lương hưu mà qua đời. Nếu người đó qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu người đó qua đời vào những tháng sau đó thì cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi một nửa tháng lương hưu. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. Ví dụ, nếu mới lãnh lương hưu được 2 tháng mà người lao động chẳng may qua đời và lương hưu đang hưởng là 5 triệu đồng một tháng, thì tiền trợ cấp tốt một lần sẽ được hưởng là là 240 triệu đồng. Nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương nêu rõ, khi cải cách chính sách tiền lương sẽ bỏ lương cơ sở và hệ số lương hiện nay nhà nước xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bản lương mới. Cùng với quá trình cải cách tiền lương khu vực công, nước ta cũng thực hiện sửa đổi luật bảo hiểm xã hội để có những điều chỉnh tương ứng phù hợp. Tuy nhiên, sớm nhất thì giữa năm nay, dự luật mới được thông qua và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 mới có hiệu lực. Trong khi đó, thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đã được ấn định là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sắp tới như vậy trong chế độ tự túc đã có rất nhiều khoản trợ cấp đang được quy định bằng mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây dự kiến sẽ có những thể độ dự kiến sẽ có những thay đổi liên quan đến những chế độ này để tránh giai đoạn vênh chính sách từ thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến trước khi luật bảo hiểm hội sửa đổi có hiệu lực thi hành cơ quan liên quan đang nghiên cứu phương án để thực hiện những quy định liên quan đến mức lương cơ sở như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người một số quy định liên quan tới mức trợ cấp mai táng, trợ cấp tốt hàng tháng mới nhất năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.